Sáng ngày 7 tháng 5, tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, công ty cổ phần Gemadep Hải Phòng và công ty cổ phần đầu tư sao đỏ, chủ đầu tư khu phi thuế quan và khu công nghiệp Nam Đình Vũ chính thức đưa cảng nước sâu Nam Đình Vũ giai đoạn 1 vào khai thác. Cảng nước sâu Nam Đình Vũ có diện tích lên đến 65 hecta, bao gồm 5 cầu tàu 1.500m và kho bãi với mức đầu tư 6.000 tỷ đồng. Giai đoạn 1 đưa vào khai thác 2 cầu tàu, có thể tiếp nhận được tàu 40.000 tấn cảng được trang bị loạt cầu dàn QC tầm với 15 hàng container. Trên bãi có hệ thống cầu tự hành RTG có thể xếp dỡ nhiều container trong thời gian ngắn. Toàn cảng có hệ thống Internet tích hợp qua phần mềm điều khiển giúp xếp dỡ hàng hóa nhanh chóng, đồng thời tạo điều kiện cho các chủ hàng rút hàng thuận lợi nhất. Việc chính thức đưa cảng Nam Đình Vũ vào khai thác, đưa trở thành đơn vị khai thác cảng hàng đầu tại Hải Phòng và cả nước. Bộ chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Đình Bích nhấn mạnh, việc đưa cảng nước sâu Nam Đình Vũ vào khai thác thể hiện tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp trong sự phát triển không ngừng của vận tải biển, khai thác cảng biển, logistics và hợp tác kinh tế. Cảng đi vào hoạt động góp phần nâng cao năng lực xếp giữa hàng hóa, đồng thời khẳng định vị thế của thành phố Hải Phòng là đầu mối giao thông đường biển, đầu mối xuất nhập khẩu của cả miền Bắc.